không khổ pháp. Thi diệu tâm chân nhân chi mê, tâm tâm đã rơi thờ trời dình đạo pháp. Bới quẻ thật chân nhân chỉ đàn mê. Có thơ rằng say đắm trầm luân cũng mấy năm, ngất trời dậy sống mua nước sông duyên. Bờ cao lên được nhờ tu viện, sao đợi giữa sông mới kiếm thuyền. Nói về Tôn Bất Nhị ra khỏi Mã Gia Trang trên đường đi, bà giả bộ khùng điên để bảo thân. Đi được vài tháng, bà tới ngoại thành Lạc Châu. Ở đó có một lò lành ngói đã hư hỏng, bà bèn nương ở thân nơi ấy. Hằng ngày bà vào thành xin ăn, giả bộ khùng điên. Mấy đứa trẻ trên đường thấy bà thì trêu ghẹo gọi là bà điên, bà điên. Lâu ngày người trong ngoài thành đều biết bà là người điên khùng nên không quấy phá bà. Nhờ vậy bà mới yên tâm luyện đạo, phù hợp với lời dạy của Dương Trùng Dương: đại đạo ẩn nơi khùng điên. Huyệt Lạng Dương có hai tên du côn là Trương Tam và Lý Tử và Lý Tứ. Chúng thường gian dâm lừa đảo, chuyện gì cũng dám làm. Mấy lần chúng thấy Tôn Bất Nhị xin ăn trên phố, tim mặt mũi xấu xí nhưng mắt sáng, răng đẹp, nếu mà không có sẹo phẩm thì cũng là người đẹp. Hai tên du côn thấy bà rồi lòng nhớ nhung hoài. Đêm nọ trăng thanh gió mát, sao giăng đầy trời, hai tên du côn vào xóm lửa tình lừa gạt dân lành trong dân lành, ăn nhậu say sưa trở về. Trên đường chúng cách lò gạch không xa, Trương Tam nói với Lý Tứ: tụi mình tới lò mỏi vui vẻ với bà điên coi. Lý Tứ nói: không được đâu mày ơi, tao thường nghe người ta nói nếu hãm hại bà điên thì làm ăn xui xẻo lắm, mãi không ngóc đầu lên được. Trương Tam hỏi: tụi mình là hạng người thiên quan chẳng nhận, địa quan chẳng ham, ra chi thời vẫn xui xẻo không hay. Nói rồi Trương Tam liền mò tới lò ngói. Lý Tứ thấy vậy cũng đi theo. Hai tên đi gần tới lò ngói, còn chừng vài bước thấy một đám mây đen kéo tới. Một tiếng sóng lăn trời lỗ đất giáng xuống đầu hai tên du côn, làm chúng ù tai nhức đầu. Đám mây đen lan ra làm trời đất tối tăm mịt mù, xòe tay ra chẳng thấy bàn tay, cuồng phong nổi lên hối ào ào, làm hai tên du tôn lạnh thấu xương. Một trận mưa dữ dội đổ xuống như đánh trống trên đầu hai tên, làm chúng nhức óc. Lý Tứ lấy tay che đầu, thấy hạt mưa rơi trên lưng bàn tay như đạn sắt đập xuống, hắn mới biết không phải mưa thường mà là mưa đá, người đời gọi là đàm tuyết. Mưa đã đổ xuống đánh vào hai tên du côn đang chạy trên đường, không có chạy chỗ trốn. Lý Tứ không dằn được liền nói lớn: ba uống rồi, tao vốn không muốn đi mà mày cứ ép đi, giờ thế này nàng giờ thế này nào hả. Trường Tam nghe Lý Tứ quán trách liền nổi giận, bỗng chân hắn đạp một cục đạn tuyết. Cục đá lạnh này bóng loáng trơn trượt, làm sao mà hắn được yên ổn. Đạp một cái thì hắn trợt té xuống, quảng hồn bỏ dậy, hắn lại té xuống như có ai xô. Té mấy lần u đầu sức tráng, máu mê đầm đìa, hắn chỉ biết kêu trời. Một lát sau mây đen trăng sao hiện trở lại. Lý Tứ tuy bị mưa đá dập mà không té nên không bị thương tích gì lớn, còn Trương Tam bị té mấy lần u đầu sức tráng, chóng mặt nhức đầu, hắn le lưỡi lắc đầu hối hận: không được rồi, đừng rối tôi bà điên này. Lý Tứ nói: bây giờ mày mới hiểu là không được phạm bà điên, để xem lần sau mày còn dám làm nữa không. Trương Tam nói:
Thôi tao cũng không dám tái phạm đâu. Hai tên nói xong liền đi, ai về nhà nấy. Lý Tứ kể chuyện cho đám du côn lưu manh nghe. Một đồng mười, mười đồng trăm. Do đó bọn du học không dám mon men tới lò gạch làm bậy. Tôn Bất Nhị ở thành Lạc Dương được 12 năm tu luyện thành đạo, không ai dám mạo phạm, cũng là nhờ công của Lý Tứ. Có bài thơ rằng: dân dân tại ngũ quyền công, du đảng lưu manh động dục lòng, mưa đá dập dùi đao sát thịt, mới hay hồ pháp có thiên công. Tạm ngưng về chuyện của Tôn Bất Nhị, nói về Dương Trùng Dương ở Mã Gia Trang thấm thoát hơn một năm. Dương giết bại không hưởng được phúc, bỗng dưng đem tài sản hiến cho người khác, khiến vợ phát hùng quá đi, chẳng biết bỏ nhà đi đâu. Trong bọn họ có tên Đoàn Ai Nhân, hơn 50 tuổi, kể rằng: hôm qua tôi có đến đó đi gặp Mã Viên Ngoại, cổng ngoài chẳng ai canh giữ. Tôi đi thẳng vào trong, không thấy bóng đàn bà, chỉ thấy đàn ông. Tôi hỏi Viên Ngoại đâu, thì họ nói ở trong am cỏ phía sau, nghe ông Dương giảng đạo. Rồi tối đó thấy có nhiều cái am, có Viên Ngoại và ông Dương đang tịnh tọa trong một cái am cỏ. Bèn bước ra đưa tôi lên tiền sảnh nói chuyện. Tôi hỏi thăm bà Tôn đâu, Viên Ngoại nói: bà có đạo của bà, tôi có quyền diệu của tôi. Rồi tôi hỏi về bọn tôi tớ ở đâu, sao không thấy, thì Viên Ngoại đáp: trai cho cưới vợ, gái cho lấy chồng, đứa nào cũng thành gia thất hết rồi. Tôi hỏi Viên Ngoại cất mấy cái am cỏ làm chi, thì Viên Ngoại đáp: để cho những người tu hành đến tịnh dưỡng luyện đạo. Tôi hỏi ông Dương đâu, sao không thấy ra ngoài. Viên Ngoại đáp: thầy tôi thích thanh tịnh, không giao thiệp với người phàm tục. Tôi hỏi ông xong chào ra về thì gặp Mã Hưng. Tôi hỏi nó: hồi trước mấy người ở Gia Trang này vui vẻ náo nhiệt lắm, nay thì nơi này vắng tanh, sao giống như cái chùa quá vậy? Mã Hưng nói: ông không biết đó thôi, thầy Dương đến nhà này là một vị thần tiên sống. Ông không thích ôm xòm huyên náo mà chỉ thích thanh tịnh. Sau khi bà chủ đi mất, thầy Dương cho đám tôi tớ đi hết, chỉ giữ lại mấy người già như tuổi tôi thôi. Bởi vậy nên Gia Trang vắng lạnh như vậy. Tôi hỏi: sao biết ông Dương là thần tiên sống? Mã Hưng đáp rằng: bất kể việc đi trong ngoài không ai cho ông hay, mà ông cũng biết hết, cái gì cũng chưa kỳ, cái đó cũng chưa kỳ, gì chưa xảy đến, hoặc ngày nào mưa ngày nào nắng ông cũng biết hết, như vậy chẳng phải là thần tiên sống hay sao? Đoàn Ăn Nhân nói mấy chuyện của Mã Gia Trang xong, trong bọn có ông họ Phan đề nghị. Thầy chủ nói: ông Dương chắc biết nhiều việc quá khứ dị lại. Này, trong xóm nhà mình bị khô hạn, đã lâu không mưa, sao mọi người không cùng đi hỏi ông ấy sao bao giờ có mưa? Mấy ông già kia đều nói hay lắm. Rồi họ cùng lão Phan đi tới Mã Gia Trang. Trước tiên họ gặp Mã Đăng Dương, liền hỏi lý do tại sao Mã Đăng Dương dẫn họ tới am cỏ của Dương Trùng Dương để hỏi khi nào có mưa. Dương Trùng Dương nghe chuyện đáp rằng: phía đông của thôn này có cái miếu thổ địa, trên vách tường có ghi kỳ hạn mưa. Mấy người tới đó xem thì biết. Mấy người bèn kéo nhau rời Gia Trang đi tới miếu thổ địa. Quả nhiên trên vách có viết mấy câu. Lão Phan đọc cho mọi người nghe rằng: trước mặt nhà vua có cặp dưa, trân châu một hạt chiếu dương gia. Ngày 23 tuôn mưa lớn, hòa thượng miệng mồm bùng ói ra. Ở sau có mấy hàng chữ nhỏ, viết bốn chữ nguệch ngoạc. Lão Dương nghe xong cười nói: mấy đứa học trò con nít viết cái chữ đố thầy, chữ câu đố mà.
có kỳ hạn mưa gì đâu. Mấy ông lão hỏi, ông có đoán được mấy chữ đó không? Lão Phan nói, đố chữ tôi quen lắm, sao mà đoán không ra. Nghe chà, chữ nhân ở trên, chữ dương ở dưới, thêm cặp dương tức là hai chấm này chữ kim, một hạt chân trâu tức là một chấm nằm bên chữ dương là ngọc, hai chữ nhị thập tam hạ vũ ghép lại là chữ mãn, chữ thượng trong miệng có bùn đất tức là chữ thổ, ghép lại chẳng phải là chữ đường hay sao? Bốn chữ này là kim ngọc mãn đường, tức vàng ngọc đầy nhà, có kỳ hạn mưa nào đâu. Đoạn An Nhân nghe vậy liền chỉ câu thứ ba, đây nói rõ ràng là ngày 23 có mưa lớn. Mấy người nói không là sao? Hôm nay là 19, 4 ngày nữa là 23, để xem ngày 23 có mưa hay không mới biết ông Dương linh hay không linh. Mấy ông già nói, anh Đoàn nói có lý lắm. Thế rồi ai về nhà nấy. Ngày 23, mây đen đầy trời, mưa như trút nước từ sáng sớm tới giờ ngọ mới tạnh hẳn. Bây giờ mọi người mới đọc đầu tên ông. Ông Dương là thần tiên sống. Mấy hôm sau, ở thôn Bắc, có người mất một con trâu, tìm hoài không được, bèn đến nhà ông Dương chỉ giúp. Ông nói, trâu của con nằm trên tổ quạ, trên cây lớn ở thôn Nam. Người mất trâu nghe vậy, không mỉm cười được, bèn hỏi, con trâu lớn, cái tổ quạ nhỏ làm sao trèo lên được? Ông Dương, con tới đó thì đi. Người ấy rời ăn cỏ, đi qua thôn Nam, quả nhiên thấy có cây cao lớn, trên có tổ quạ, rồi trèo lên xem, chỉ thấy có tổ không, giật lấy, ném xuống, bỗng nhánh cây khô rớt trên mặt đất, liền cúi đầu xuống, chợt thấy trong thôn có cái nhà nát, trong cột một con trâu. Người này nhìn kỹ, đúng là con trâu của mình bị mất. Con trâu nằm trong cái nhà nát, xung quanh có mấy đồng củi và cỏ che quất. Nếu không ở trên cao nhìn thì không thấy được. Người ấy ngồi lưu xuống, thầm nghĩ thôn này có kẻ trộm trâu. Nếu ông Dương không chỉ dẫn, đêm nay kẻ trộm dắt trâu đi xa bán cho kẻ khác thì vô phương tìm lại. Người ấy rồi chạy tới nhà nát đó, dắt trâu về. Ngày nọ, thôn Tây có mấy người đến hỏi ông Dương về việc nhà. Có đứa trẻ 13, 14 tuổi hỏi ông, có anh con ra khỏi nhà mấy tháng rồi, không biết anh ấy khi nào về, nên con tới hỏi ông. Ông Dương nói, con về hỏi tay của mẹ con thì rõ. Đứa trẻ nghe nói, cười hoài, lát sau trở về nhà, thấy mẹ nó cầm trên tay lá thư, bà nói, anh con buôn bán ở Lai Châu, cứ gửi thư về, người trong thư mới đi ra đó, con đọc cho mẹ nghe cái coi. Đứa nhỏ đọc, con trai hư viết thư kính mẹ hiền, từ khi cha mất, nhờ mẹ nuôi dạy, con nay thành người, nay con thể vị trí của cha, ra ngoài buôn bán cũng khá thuận lợi, nhưng còn nhiều món nợ chưa đòi, nên con không về sớm được để an ủi mẹ. Tới mùa thu giữa tháng 9, con về nhà phụng dưỡng mẹ. Đứa nhà vỗ tay cười, linh nghiệm quá, linh nghiệm quá. Mẹ nó đang muốn hỏi linh nghiệm cái gì, chợt thấy ngoài cửa sổ có 5-6 người tới, không biết họ tới làm gì, hồi sau sẽ giải. Quả thật, không ngờ ngư ông dắt, sao thấy được sống dần. Hãm nịch trầm lưng dĩ hữu niên, ái hà cồn cộn lãng thao thiên, tu hành tự khá đâm cao ngạo, hà dụng chung lưu lách mịch thuyền. Say đắm trầm luân cũng mấy năm, ngất trời dậy sống nước sông duyên, bờ cao lên được nhờ tu luyện, sao đợi giữa sông mất kiếm thuyền. Hết hồi thứ nhất.